Kim Jong-un, đẳng cấp dân chơi hàng hiệu. Nếu dùng ba từ để miêu tả Triều Tiên thì có thể là nghèo đói, lạc hậu, khép kín. Nhưng nước Đức này có một dân chơi hàng hiệu khét tiếng mà giới siêu giàu phải trầm trồ. Không ai khác, đó chính là lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, Kim Jong-un. Đây là chiếc đồng hồ thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ, có giá khoảng 11.500 USD, khoảng 265 triệu đồng. Còn đây là hai siêu xe mà ông Kim khoe với thế giới. Chiếc Mercedes S600 Pullman Gold được bọc thép và chống đạn có giá trị lên tới 1,6 triệu USD vào thời điểm mua. Và chiếc Mercedes Maybach S62 cũng sang chảnh không kém cạnh. Ngoài ra, một cuộc điều tra chung giữa Mỹ và Hàn Quốc phát hiện ông còn sở hữu ít nhất một phi cơ riêng, một du thuyền sang trọng và hơn 100 chiếc xe hơi thể thao hạng sang, đặc biệt là những mẫu xe thể thao châu Âu được yêu thích. Chưa hết, ông Kim còn có một lượng lớn tài khoản nước ngoài ở Trung Quốc, Thụy Sĩ, Úc, Nga, Singapore và Luxembourg, với tổng tài sản ước tính lên đến 5 tỷ USD, và Kim cũng sở hữu ít nhất 20 biệt thự và cung điện trên khắp Triều Tiên. Báo cáo cũng cho biết, Kim Jong-un chi hàng trăm triệu USD mỗi năm để nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ, trong đó bao gồm nước hoa, rượu vang cao cấp và thú cưng nước ngoài. Điều đáng nói là theo một lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có từ năm 2006, thì các xa xỉ phẩm vẫn đang bị cấm bán cho Triều Tiên. Vậy từ đâu mà ông Kim có thể sắm sửa không thua một ai thế này? Câu trả lời rất đơn giản, đó là vì vị lãnh đạo này có rất rất nhiều tiền. Cũng như câu nói, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Và anh bạn hàng xóm của chúng ta chính là nơi tuồn hàng. Một nghệ sĩ Hàn Quốc từng khẳng định rằng Trung Quốc là người tuồn xa xỉ phẩm như xe sang, thủy phi cơ vào Triều Tiên với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD. Và đặc biệt, ông Kim Jong-un còn sở hữu một bộ sưu tập mà bất cứ giới nhà giàu nào cũng phải chào thua, đó chính là tên lửa hạt nhân. Vậy bạn có biết vì sao mà ông Kim lại giàu nứt đố đổ vách như vậy không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Còn bây giờ, chúng ta hãy xem người đàn ông quyền lực và nhiều tiền này điều hành đất nước nhỏ bé của mình như thế nào. Quần bò, áo t-shirt có chữ tiếng Anh bị cấm ở đất nước này. Lý do là vì ông Kim cho rằng nó theo khuynh hướng chủ nghĩa tư bản. Tóc như thế này thì sẽ bị bắt giam. Bởi vì ông Kim quy định tóc của nam giới không dài quá 5cm. Những anh đầu hói thì may mắn hơn một chút vì có thể để tóc dài thêm 2cm nữa, tức 7cm. Triều Tiên cấm dùng điện quá định mức, bóng đèn điện không được quá 40W. Không được dùng nồi cơm điện và bếp điện, lò vi sóng hay máy tính cá nhân, mà nếu cho dùng thì chắc gì người dân đã có tiền mua nhỉ. Người dân còn không được phép dùng điện thoại cầm tay, chỉ có một số ít quan chức được dùng điện thoại cá nhân ở nhà. Điều này giống ký ức những năm 80-90 ở vùng nông thôn nước ta quá. Còn đài phát thanh và TV ở Triều Tiên, ông Kim cho dân nghe gì, xem gì thì họ không được phép làm khác, bởi vì cảnh sát sẽ thường xuyên đến nhà dân để kiểm tra xem có ai vi phạm không. Ở Triều Tiên, còn có kiểu trò chơi đấu trí sinh tử cực kỳ cam go, đó chính là chính quyền khuyến khích mật báo, mỗi người phải có nghĩa vụ tố giác người khác vi phạm. Họ có tổ chức tên là Ban Nhân dân. Trưởng ban có trách nhiệm theo dõi tình hình ngôn luận tại khu vực phụ trách. Có khi người này chủ động nói những lời lẽ chống lại chế độ để gài bẫy, ai trúng kế sẽ bị bắt. Gây cấn chưa? Đồng thời, báo chí thường xuyên tuyên dương những người con dám tố giác cha mẹ nếu cha mẹ phạm luật. Họ gọi đó là những tiểu anh hùng dũng cảm. Chỗ này nghe xong các bạn có cảm nghĩ gì không? Hãy để lại comment nhé! Và còn nhiều, nhiều những điều bí ẩn và gây cấn khác tại quốc gia do ông Kim đứng đầu. Chúng ta hãy cùng khám phá ở những video tiếp theo nhé. Giờ xin chào và hẹn gặp lại.